Thưa quý vị anh chị và các bạn, nội dung hướng dẫn của em thứ nhất đó là khai báo lập hóa đơn giá trị gia tăng theo Nghị định 15/2022 NĐ-CP về giảm thuế 8%. Kính thưa quý vị, anh chị và các bạn, anh chị cũng thấy rằng là trong năm 2022, chính phủ đã ra ban hành Nghị định 15 về việc là hỗ trợ cho người tiêu dùng được giảm ưu đãi giảm một số mặt hàng từ VAT, thuế giá trị gia tăng 10% xuống còn 8%. Thế thì doanh nghiệp của chúng ta sẽ có một số các mặt hàng được ưu đãi giảm thuế, một số các mặt hàng vẫn thuộc là không được ưu đãi giảm thuế. Thế thì Nghị định 15 này đã được triển khai và áp dụng từ tháng 2 năm 2022 đến thời điểm này cũng đã có một khoảng thời gian chắc chắn trong cái chứng từ nhập đầu vào đầu ra của anh chị cũng đã phát sinh. Thế thì trong cái buổi ngày hôm nay em vừa xin phép được tổng kết lại những cái phần thực hiện công việc cần phải thực hiện trên phần mềm kế toán Pháp Accounting Online. Đấy, cả nội dung thông tư nghị định thì em tin chắc chắn rằng anh chị cũng đã nắm được về mặt tổng thể cơ bản, đúng không ạ? Trước khi đi vào nội dung hướng dẫn chi tiết khai báo lập hóa đơn giá trị gia tăng theo nghị định 15 2022 NĐ-CP về giảm thuế 8%, em vừa xin phép đi sơ qua sơ lược một chút xíu về nghị định này. Nghị định 15 2022 NĐ-CP về giảm thuế giá trị gia tăng xuống còn 8% đã được ban hành từ ngày 28 tháng 1 và áp dụng thực hiện từ mùng 1 tháng 2 năm 2022. Thì trong nghị định này rất là nội dung rất là chi tiết những cái đối tượng, những mặt hàng được giảm thuế. Cụ thể chi tiết anh chị vui lòng đọc giúp cho em các cái phần hướng dẫn của nghị định này và những cái mặt hàng mà chúng ta được giảm ở phụ lục 1, phụ lục 2 và phụ lục 3 của nghị định. Thế còn nội dung ở trên phần mềm kế toán Pháp Accounting Online, các cái công việc cần làm khi mà chúng ta triển khai áp dụng nghị định này vào trong công việc của doanh nghiệp. Thế thì em xin phép trình bày nội dung sẽ có các mục chi tiết như sau. Về phần mềm kế toán Pháp Accounting Online, để thực hiện lập và kê khai các cái hóa đơn giảm thuế 8% cả đầu vào và đầu ra thì anh chị sẽ có những cái bước thực hiện như sau. Bước thứ nhất, anh chị sẽ cần khai báo thêm thuế suất 8% trong danh mục thuế suất. Thứ hai là sửa khai báo ngậm định mã thuế cho chứng từ nhập liệu. Thứ ba là nhập chứng từ và kê khai hóa đơn đầu vào và đầu ra. Thứ tư là lên bảng kê hóa đơn giá trị gia tăng, bao gồm bảng kê mua vào và bảng kê bán ra. Và thứ năm là sửa khai báo mẫu và lên tờ khai thuế giá trị gia tăng. Đây là năm công việc mục cơ bản mà anh chị cần thực hiện và làm trong cái quá trình chúng ta khai báo và lập hóa đơn giá trị gia tăng theo cái liên quan đến vấn đề giảm thuế 8% cũng như là kê khai được tờ khai thuế cuối tháng hoặc là cuối quý. Sau đây em sẽ đi vào trình bày chi tiết trên phần mềm năm bước này. Vâng, đầu tiên là hướng dẫn khai báo thêm thuế suất 8% trong danh mục thuế suất ạ. Đây là giao diện phần mềm kế toán Pháp Accounting Online. Anh chị thấy đấy ạ. Nếu chúng ta đang dùng, chúng ta sẽ thấy là để đăng nhập sử dụng phần mềm này, chúng ta chỉ cần vào một trình duyệt web. Đăng nhập theo đường link mà chúng ta đã mua bản quyền của công ty phần mềm Pháp. Sau đó anh chị nhập tên, mật khẩu, bấm nhận. Là chúng ta đã đăng nhập và sử dụng phần mềm. Phần khai báo thêm thuế suất 8% trong danh mục thuế suất này, anh chị sẽ ra vào giúp xem phân hệ tổng hợp ạ. Phần khai báo có cái phần là danh mục thuế suất thuế giá trị gia tăng, anh chị nhìn thấy giúp em. Đó. Đường dẫn tổng hợp chúng ta vào phần khai báo, chọn đến danh mục thuế suất thuế giá trị gia tăng. Đấy. Tại đây anh chị nhìn giúp em nhé. Đó. Chúng ta đã có những cái ở đây có khái niệm là mã thuế và thuế suất ạ. Mã thuế này đi kèm không khi mà chúng ta tạo trong danh mục thuế suất này là chúng ta tạo một mã thuế tương ứng với mỗi một mã thuế này đi kèm đó là cái thuế suất tương ứng đây ạ. Và ngoài thuế suất ra thì còn có ngầm định liên quan đến tài khoản thuế đầu vào đầu ra đó. Nên trên phần mềm chúng ta sẽ gọi quen một khái niệm đó là mã thuế để hiểu rằng là gắn liền với một loại thuế suất và các cái tài khoản ngầm định thuế đầu vào thuế đầu ra. Nên trong cái danh mục thuế suất này anh chị sẽ nhìn thấy là đã có xuất hiện các cái mã thuế suất phổ thông như là 0%, 5%, 10% và không chịu thuế. Thế thì đối với thuế suất 8%, tại đây anh chị bấm vào tạo mới. Nhập mã thuế anh chị sẽ quy ước là 8%, mã thuế là 08. Tên thuế, tức là tên nội dung đấy ạ, thì anh chị vẫn để này, nhập này.
hàng hóa, dịch vụ, chịu thuế xuất, giá trị gia tăng. Thực tế là 8% của ta là không phải là loại thuế xuất mới mà thuế xuất ưu đãi. Nên là cái về nhóm thuế xuất thì nó vẫn thuộc là thuế xuất 10%. Đó, nhưng được ưu đãi giảm, đúng là anh chị cũng phải ưu đãi giảm còn 8%. Nhóm thuế tại đây anh chị vẫn chọn cho em nhé, là hàng hóa dịch vụ chịu thuế xuất 10%. Đây chúng ta được ưu đãi giảm còn 8% thôi. Còn đây vẫn là thuộc mặt hàng hóa dịch vụ thuộc thuế xuất 10%. Dòng thuế xuất anh chị nhập cho em là số 8, thể hiện là 8%. Đó. Thuế đầu ra chúng ta nhập ngầm định. Thứ tự sắp xếp ở đây anh chị để cho em là số 4. 4 là nhóm thuộc thuế suất 10% ở trong phần mềm. Đó. Sau khi khai báo xong thì anh chị sẽ nhìn thấy là trong danh mục thuế suất của chúng ta đã có mã thuế là 808 để tương ứng với thuế suất 8%. Thì khi anh chị khai báo xong như này thì về sau chứng từ mà chúng ta nhập hóa đơn ạ, chúng ta sẽ có thêm cái thuế suất 8% để chúng ta lựa chọn khi mà chúng ta lập chứng từ ạ. Trong bước thứ nhất là khai báo thêm thuế suất 8% trong danh mục thuế suất, anh chị sẽ đến bước thứ hai ạ, sửa khai báo ngầm định mã thuế cho chứng từ nhập liệu. Cái này em vừa giải thích và sơ lược cho anh chị hình dung một chút ạ. Bình thường khi mà anh chị nhập các cái chứng từ mua đầu vào hay đầu ra bất kỳ, em lấy ví dụ nhé, khi mà anh chị vào một chứng từ mua hàng cũng được. Đó. Đây ạ. Cái phần chứng từ nhập bao giờ cũng có tab chi tiết thể hiện chi tiết mặt hàng, tab thuế là thể hiện kê khai thuế. Đó. Thì khi mà anh chị nhập cái phần thông tin chung của chứng từ này, nhập chi tiết các mặt hàng nhập mua này, sau đó anh chị sang tab thuế, anh chị nhớ lại giúp em cái trước, từ trước đến giờ khi mình bấm vào biểu tượng thêm dòng nhá, thêm dòng chỗ này lại chưa có thông tin gì nhá. Đó, em sẽ bấm vào thêm dòng, anh chị hình dung này, thêm dòng thì anh chị nhìn thấy là các cái thông tin về hóa đơn được lấy từ cái phần thông tin chung cũng như là giá trị tiền hàng lấy ở tab chi tiết. Thì cái mã thuế ở đây anh chị nhìn thấy em, mã thuế thuế xuất luôn luôn được nhảy ngầm định là 10%. Đó, 10% nó do cái phần là chúng ta có cái phần khai báo ngầm định. Thế thì khi mà anh chị có cái thuế xuất ưu đãi 8% thì anh chị tùy nhá, cái này rất là linh hoạt. Nếu anh chị thấy rằng là doanh nghiệp của chúng ta đang là dùng chủ yếu là thuế xuất 10% thì anh chị sẽ không phải khai báo thay đổi cái bước công việc thứ hai này. Nhưng anh chị thấy rằng là công việc của chúng ta đầu vào đầu ra mà chủ yếu là 8% thì anh chị nên sửa lại cái khai báo ngầm định mã thuế cho chứng từ nhập liệu. Thì cái khai báo này chúng ta sẽ vào cái phân hệ hệ thống ạ. Khai báo tham số tỷ trọng. Rồi, em lọc tìm chữ thuế và ở đây em sẽ nhìn thấy đây ạ. Anh chị nhìn thấy giúp em có cái mã chỉ tiêu khai báo đây ạ. Mã thuế giá trị gia tăng đầu vào ngầm định đang để là số 10. Mã thuế giá trị gia tăng đầu ra ngầm định đang để là số 10. Đó. Thế thì khi tùy thuộc vào doanh nghiệp anh chị, cái mặt hàng đầu vào đầu ra của mình thuế xuất nào hay phát sinh nhiều nhất thì anh chị nên để cái ngầm định này ở cái mã thuế đó phù hợp nhất. Ví dụ như là nếu như mà đầu vào của em chủ yếu là 10% thì em vẫn cứ để như này. Thế còn nếu không chúng ta có thể khai báo sửa lại thành 8%. 8% đấy anh chị nhớ cho em là cái mã thuế như vậy em có nói, nó là 08 nhá. 8% là thuế xuất, còn ở đây chúng ta khai báo theo mã thuế. Rồi, giả sử em khai báo ngầm định là 08, thể hiện thuế xuất 8% ạ. Như vậy là xong bước thứ hai, sửa khai báo ngầm định mã thuế cho chứng từ nhập liệu. Sang đến bước thứ ba là chúng ta tiến hành nhập chứng từ và kê khai hóa đơn giá trị gia tăng đầu vào và đầu ra. Thì cái phần này tùy thuộc vào cái chứng từ đầu vào phát sinh của anh chị, nó là mặt hàng gì, rồi thuế bao nhiêu anh chị kê khai bình thường. Thì anh chị chỉ lưu ý là khi mà chúng ta nhận các chứng từ đầu vào hoặc là chúng ta phát hành các hóa đơn đầu ra mà được giảm ưu đãi thuế xuất xuống còn 8% thì anh chị sẽ nhập cho em đúng, lựa chọn đúng cái mã thuế 8% đó. Em sẽ nhập lấy ví dụ nhé. Ví dụ như mua vàng. Đó.
Trong trường hợp mà các cái chi phí dịch vụ phát sinh mà anh chị thanh toán ngay bằng tiền, anh chị có thể vào tiền, vào phiếu chi tiền mặt. Đó. Tạo mới ạ. Trên phiếu chi để kê khai được thuế. Anh chị lưu ý chọn loại phiếu chi số 9. Em lấy ví dụ như ở đây em chi tiền. Thanh toán. Phương dịch vụ. Tháng 3 năm 2022. Rồi. Tài khoản có. Tiền. Rồi kê khai. Em đang lấy ví dụ cho số liệu kê khai quý 1 nhé. Rồi, tài khoản nợ. Đấy. Số tiền, em lấy ví dụ là 5 triệu. Hóa đơn để số 1 để kê khai. Thì anh chị thấy là mã thuế tự động phần mềm sẽ nhảy là 08. À, lấy theo cái ngừng định thuế suất mà em đã khai báo ở bước thứ 2. À, sau khi ra cái mã thuế 08 thì phần mềm tự động nhảy thuế suất là 8% tài khoản thuế và tiền thuế tương ứng. Đấy. Ví dụ như là với tiền hàng 5 triệu nếu như là thuế suất 8% thì tiền thuế giá trị gia tăng phải nộp là 400.000. Đó. Chúng ta tiếp tục kê khai các cái thông tin liên quan của hóa đơn như là số hóa đơn, ký hiệu, ngày hóa đơn. Sau khi kê khai xong anh chị bấm lưu. Như vậy là đã xong chứng từ đầu vào. Đó, thì anh chị sẽ lưu ý là cái phần cột mã thuế chúng ta sẽ phải để ý với các chứng từ gốc. Đó, để chúng ta kê khai và nhập liệu phù hợp đúng với cả thuế suất mà chúng ta tương ứng. Tương tự với cả đầu ra cũng vậy. Đầu ra thì anh chị sẽ vào phân hệ bán hàng, chọn đến chứng từ xuất hóa đơn. Gồm có một trong hai chứng từ đó là hóa đơn bán hàng hoặc hóa đơn dịch vụ ạ. À, hóa đơn bán hàng trong trường hợp mà anh chị có xuất hàng hóa, hóa đơn dịch vụ trong trường hợp là các cái doanh thu dịch vụ. À, em lấy ví dụ như em sẽ nhập vào hóa đơn dịch vụ ạ. Tạo mới. Ví dụ xuất bán hàng nhé. Doanh thu. Doanh thu cung cấp dịch vụ 5113. Đơn vị tính. Số lượng giá. Rồi. Đó. Tiền. Rồi. Mã thuế. Ở đây anh chị chọn nhé. Đó. Có những cái danh mục thuế suất này thì anh chị để ý cho em. Đó. Nếu chúng ta được hưởng ưu đãi 8% thì chúng ta chọn là 08. Rồi, như vậy là xong cái phần kê khai. Đó, đấy anh chị lưu. Như vậy là xong quá trình nhập cái phần bước 3 khi mà anh chị nhập chứng từ và kê khai hóa đơn giá trị gia tăng đầu vào và đầu ra thì về cơ bản là thao tác nhập liệu chúng ta không có gì thay đổi. Nhưng có một cái lưu ý đó là chúng ta phải lấy so với các chứng từ gốc hoặc để kê khai đúng với cả trị giá tiền hàng và tỷ lệ thuế suất. Còn đối với đầu ra thì anh chị nên tham khảo thêm các cái phụ lục 1, 2, 3 của Nghị định 15/2022/NĐ-CP để xem là các mặt hàng nào chúng ta được giảm ưu đãi thuế giá trị gia tăng từ 10% xuống còn 8% hoặc những mặt hàng nào chúng ta không được ưu đãi giảm để chúng ta xác định và lập hóa đơn cho đúng và chính xác. Sau khi xong cái bước thứ 3 nhập chứng từ và kê khai hóa đơn ạ, anh chị tiến hành đến bước thứ 4 là lên bảng kê hóa đơn giá trị gia tăng mua vào bán ra. Phần báo cáo này thì nó nằm ở phân hệ tổng hợp ở mục thuế ạ. Đây ạ. Có hai cái dòng bảng kê chứng từ hàng hóa dịch vụ mua vào và bảng kê hàng hóa chứng từ dịch vụ bán ra. Vậy em sẽ vào mua vào trước ạ. Em vừa nhập mẫu số liệu là kê khai quý 1. Rồi. Rồi, anh chị thấy đây là bảng kê hàng hóa dịch vụ mua vào của tháng 1.
các cái mặt hàng đối với bảng kê mua vào thì nó theo cái nhóm tính chất. Đấy, anh chị nhìn thấy đó, có bốn nhóm tính chất cần kê. Thứ nhất là hàng hóa dịch vụ dùng cho hoạt động sản xuất kinh doanh chịu thuế giá trị gia tăng và sử dụng cung cấp hàng hóa dịch vụ này đó, đủ điều kiện để khấu trừ. Còn phần thứ hai là liên quan đến vùng chung cho chịu thuế và không chịu thuế. Nhóm thứ ba là liên quan đến hoạt động dự án đầu tư đó. Thế thì về cơ bản các doanh nghiệp thường hay phát sinh các cái chi phí đầu vào thuộc cái nhóm thứ nhất này. Và trong cái nhận vì kê khai theo nhóm, đầu vào là kê khai nhóm hoạt động, không phải kê khai nhóm thuế xuất. Thì anh chị sẽ nhìn thấy là sẽ nó sẽ sắp xếp theo chứng từ đầu vào, thì trong đó nó sẽ phát sinh là có cả 10% và cả 8% ưu đãi và không ưu đãi nằm cùng với nhau trong một cái nhóm vùng tính chất kê khai thuế như này. Đó. Thì khi chúng ta kê khai, anh chị sẽ nhìn thấy là có báo cáo sẽ có cột tiền chưa thuế và thuế, tỷ lệ thuế xuất cũng như là tiền thuế ở đây. Đó. Thì nếu mà trên cái báo cáo này anh chị muốn lọc nhanh, chẳng hạn riêng 10% hay riêng 8% thì rất là đơn giản. Ở cái phần dòng phía trên này, đây là dòng điều kiện lọc, anh chị chỉ cần nhập 10 này, không đâu. Đó. Thì phần mềm sẽ hiện ra được các cái số liệu chỉ liên quan đến hóa đơn mà có thuế xuất là 10. Và anh chị bỏ lọc đi, nhập thay đổi lại điều kiện lọc là 8. Đó. Thì phần mềm sẽ chỉ lọc ra những cái hóa đơn đầu vào mà có thuế xuất là 8%. Thì anh chị cũng kiểm tra và đối chiếu lại xem là đúng các cái hóa đơn này hoặc là đúng cái nhóm hàng này được hưởng ưu đãi thuế xuất 8% rất là nhanh chóng. Đây là bảng kê hóa đơn chứng từ hàng hóa dịch vụ mua vào. Tiếp tục đến bảng kê hàng hóa dịch vụ bán ra, anh chị vào phân hệ tổng hợp, chọn đến thuế, chọn bảng kê hóa đơn chứng từ hàng hóa dịch vụ bán ra đây ạ, chọn kỳ kê khai. Thời điểm này là chúng ta đang nhập vào kê khai quý 1 rồi ạ. Đây là bảng kê bán ra. Thì như lúc đầu em gửi nhấn mạnh ấy, thuế xuất 8% bản chất là thuế ưu đãi được hưởng chứ không phải là một loại thuế xuất, một nhóm thuế xuất mới, đúng không ạ? Chúng ta vẫn chỉ có những nhóm thuế xuất cơ bản là không chịu thuế này. Đó. Nhóm thuế thứ hai là thuế xuất 0%, nhóm thuế xuất thứ ba là 5% và nhóm thuế xuất thứ tư là 10%. Đấy, còn 8% là ưu đãi được giảm từ 10 xuống còn 8. Đó, trong cái nghị định 15 này, chính phủ cũng không có ưu đãi giảm cho nhóm thuế xuất không chịu thuế 0% và 5%. Anh chị lưu ý, chỉ giảm cho một số nhé, cũng không phải tất. Một số các mặt hàng được trong cái nhóm thuế xuất 10% này được giảm xuống 8%. Và khi chúng ta lên bảng kê hóa đơn cũng như lên tờ khai, anh chị lưu ý cho em, những cái hàng mà chúng ta khi xuất hóa đơn 8% như thế, chúng ta vẫn kê khai vào cái nhóm hàng đó là thuế xuất 10%. Chỉ có anh chị sẽ nhìn thấy giữa cái phần thông tin kê khai ở đây ạ. Đó, anh chị nhìn thấy nhá. Tiền bán đó, không thay đổi. Nhưng tiền thuế xuất ở cuộc thuế xuất này, đó, mặt hàng nào bạn hưởng ưu đãi giảm thuế thì anh chị sẽ ở đây là 8% và tiền thuế sẽ tương ứng với cả tỷ lệ thuế xuất 8% đó. Đây là bảng kê đó. Đấy là xong cái phần giới thiệu của em Nguyệt. Thì bước thứ tư là lên bảng kê hóa đơn giá trị gia tăng, bao gồm bảng kê mua vào, bảng kê bán ra. Đến phần thứ năm. Tại thời điểm này chúng ta bắt đầu lên tờ khai và nộp tờ khai thuế rồi ạ. Đó là chúng ta cần thực hiện đó là sửa khai báo mẫu và lên tờ khai thuế. Em Nguyệt cũng tin chắc rằng trước cái buổi chương trình ngày hôm nay đâu đó anh chị cũng đã thực hiện được cho em Nguyệt cái bước thứ nhất là khai báo thuế xuất giá trị gia tăng và chúng ta đã nhập chứng từ rồi. Thời điểm này chúng ta đang lên bảng kê và lên tờ khai. Thì anh chị thấy rằng là nếu như mà không có cái buổi hôm nay, anh chị sẽ thấy có một điều là chúng ta lên tờ khai thuế chưa chắc là đủ. Thì cái bước thứ năm này bước rất là quan trọng và thường anh chị sẽ quan tâm khi mà cuối quý chúng ta kê khai và lên tờ khai thuế giá trị gia tăng. Thì phần này anh chị lưu ý kỹ cho em nhé. Em sẽ thực hiện thao tác chậm cho anh chị. Vì để lên tờ khai thuế anh chị có một cái bước nhỏ phía trước đó này. Sửa khai báo mẫu ạ. Hệ tổng hợp. Anh chị bình thường khi lên báo cáo thuế anh chị vào phân hệ tổng hợp, chọn đến thuế đó, và chọn đến các báo cáo ở đây. Thế để báo cáo tờ khai thuế lên được số liệu thì em Nguyệt hôm nay giới thiệu thêm cho anh chị một cái chức năng mà anh chị ít để ý thôi, nhưng nó là cái khai báo để cho cái tờ khai thuế giá trị tăng chúng ta lên được số liệu như ngày thường. Ở phân hệ tổng hợp là cái phần gọi là đây ạ, tạo mẫu báo cáo ạ. Đây là cái phần để mà khai báo các cái cách nhập số liệu
để lên báo cáo ở trong phân hệ tổng hợp, bao gồm như là báo cáo tài chính hoặc là báo cáo liên quan đến thuế. Đối với tờ khai thuế, anh chị sẽ vào phân hệ tổng hợp, chọn xem đến tạo mẫu báo cáo, chọn đến tờ khai thuế giá trị gia tăng. Đây ạ. Mẫu báo cáo ngầm định đang là thông tư 80, và đúng là đây là mẫu chúng ta cần xem và sửa. Loại là số 2 là sửa mẫu rồi, anh chị chỉ cần đón nhận là được. Đây là cái cách nhập mẫu mà anh chị cách gọi là sâu, giống như là để chúng ta nhìn thấy được rằng là không biết là bình thường để lên các chỉ tiêu A, B, C ở trên tờ khai thuế phần mềm lên như thế nào nhỉ? Thì thưa anh chị đấy, cũng chỉ nó sẽ có một cái mẫu trước khi mà chúng ta lên số liệu mẫu khai báo mẫu để nhập các cái chỉ tiêu tương ứng với từng cái nội dung ở đây thì lên ở tài khoản nào. Đó. Thì ở đây nhé, anh chị nhìn thấy đối với cái chỉ tiêu hàng hóa dịch vụ chịu thuế sấp 10% ở đây. Đó, em bấm vào sửa nhé. Thì anh chị nhìn thấy là cái chỉ tiêu này mới đang nhập số liệu mà lên ở mã thuế 10%. Như vậy là chưa nhập chỉ tiêu số liệu lên 8%. Đấy. Em sẽ xem lại cho anh chị cái số liệu tờ khai thuế trước khi mà em điều chỉnh và sau khi em điều chỉnh nhé. Anh chị nhìn lại giúp em. Đó, bình thường chúng ta hay vào tổng hợp đây đúng không ạ? Đây ạ, thuế này. Bảng kê đây nhá. Em lấy ví dụ bảng kê bán ra nhá. Đó, em chọn này, một quý này. Đây, ví dụ như trên bảng kê chúng ta đang đối chiếu số liệu của chúng ta. À, đây ạ, anh chị nhìn thấy giúp em. Tổng cộng ở dưới cùng, tiền hàng của chúng ta là 1.217.000. Đó, tiền thuế là 121 triệu. Đúng không ạ? Đây là bảng kê bán ra. Đấy, còn trên tờ khai thuế trước khi em Nguyệt thực hiện hướng dẫn anh chị khai báo nhé. Em vào tờ khai thuế này. Anh chị phải nhìn và đối chiếu cẩn trọng trước khi lên số liệu và cũng như lên kê khai lên tờ khai thuế nộp cho cơ quan thuế. Đấy. Anh chị nhìn thấy nhé, ở cái phần này trên tờ khai thuế cái chỉ tiêu về doanh số hàng hóa dịch vụ 10% đang là 1.199.000.000 thôi. Trong khi bảng kê của chúng ta ở đây là bao nhiêu ạ? 1.217.000.000. Đó, chưa khớp, bởi chúng ta vẫn còn thiếu các cái liên quan đến cái phần tiền hàng cũng như là tiền thuế 8%. Anh chị thấy chưa khớp đúng không ạ? Đó, giữa tờ khai thuế với bảng kê là khớp, chưa khớp với nhau, tiền hàng, tiền thuế, phần đầu ra, do là chúng ta trong cái tờ khai chưa được khai báo và sửa lại mẫu để nhập thêm những cái tiền hàng, tiền thuế, thuế suất ưu đãi giảm 8%. Đấy. Thì phần này anh chị để ý lưu ý xem, như em Nguyệt vừa đọc đường dẫn hướng dẫn để chúng ta khai báo lại là vào phần tổng hợp. Chọn giúp em đến phần phía dưới này là khai báo mẫu báo cáo, tạo mẫu báo cáo. Chọn đến tờ khai thuế giá trị gia tăng. Đó. Tại đây anh chị sẽ tìm cho em đến chỉ tiêu này ạ. Số 008 đây nhá. Đấy, như này là cái hàng hóa dịch vụ thuế suất 10% chúng ta sẽ bao gồm là các cái hàng hóa có thuế suất 10% cộng với hàng hóa thuế suất 8%. Như vậy là trong cái phần này sẽ phải có hai cái mục chi tiết nhỏ để cộng lên thành cái chỉ tiêu lớn cuối cùng. Đó. Tại đây em sẽ tạo mới này. Đấy. Đặt mã số đầu tiên là A. Đó, chịu thuế suất 8% vẫn bình thường. Tại đây anh chị để cho em dạng là không in nhá, vì chúng ta đây là cái phần tính toán được. Thuế 10 tài khoản có. Rồi, thuế đầu ra. Lương. Đây. Mình có thể sửa dịch ra một tí để nhìn cho nó dễ giữa tổng hợp với chi tiết. Với tiếp chỉ tiêu 008B là hàng hóa dịch vụ chịu thuế suất 10% ưu đãi tại đây mã thuế chúng ta sẽ chọn là 08 đây ạ. Đó. Hai cái chỉ tiêu này là chỉ tiêu cụ nên là anh chị để ý cho em là chúng ta sẽ chọn cái lúc mà trạng thái in ấy, chúng ta chọn là không in nhá. Và lại chúng ta khai báo bình thường. Sau khi nào đã khai báo xong cái cách nhập số liệu thuế suất 10% và 8% thì cái tổng cộng của mã số chỉ tiêu 008 này chúng ta cần phải khai báo lại. Đó là sẽ là không phải lấy theo tài khoản như này mà chúng ta sẽ lấy theo công thức ạ.
cách tính đây, anh chị để ý xem cách tính này, nó không phải số 2 nữa mà số 0, là mã số này. Đó. Công thức tính ở đây, đó. Mở ngoặc vuông, chúng ta sẽ bằng mã số 008A, đóng ngoặc, cộng với cả 008B, đóng ngoặc. Đó. Chúng ta phải khai báo lại cách nhập ở cái phần này. Nếu như mà anh chị phát hiện ra sai sót và chúng ta không thực hiện được cái phần tự khai báo như em vừa hướng dẫn, thì anh chị vui lòng gọi điện đến tổng đài của Pháp nhé, một trong ba chi nhánh Hà Nội, Đà Nẵng và Sài Gòn, để các kỹ thuật viên kiểm tra và khai báo lại cho chỉ tiêu này cho anh chị cho nó đúng, để lên được tờ khai thuế giá trị gia tăng bao gồm thuế suất 10% và cả thuế suất ưu đãi 10% giảm khoảng 8%, thì cái phần này sẽ phải khai báo như em Nguyệt vừa trình bày mẫu cho anh chị. Sau khi khai báo lại chỉ tiêu này xong thì sang cái tờ khai thuế lúc nãy chúng ta đang nhìn thấy là đang là 1.199.000.000 đây, thì anh chị nhìn xem nhá. Khai báo xong thì số liệu trên này nó sẽ thay đổi đó, thì anh chị nhìn thấy này. Như em vừa đang khai báo thì xem có thêm hai cái chỉ tiêu phụ là 008A và 008B. Đó, anh chị nhìn thấy không? Và cộng lên đúng chỉ mã số 008 phải là 1.217.290.000 đồng mà khớp với cả bảng kê. Đó. Ở đây chúng ta đã biết khai báo mã thuế suất rồi, đã biết nhập chứng từ rồi, những cái tờ khai thuế này nó nhiều khi là nó hơi có một cái đường gọi là phải khai báo, nên là dẫn đến là anh chị để ý cho em nhá. À, chúng ta đang trong thời kỳ kê khai thuế rồi, quý rồi. Đó. Thì anh chị kiểm tra trước khi mà lấy số liệu trên tờ khai thuế để chuyển sang HTKK, anh chị kiểm tra xem giữa tờ khai thuế với cả bảng kê thuế, đó, đầu vào bán ra, mua vào bán ra, sẽ là khớp với tiền hàng, tiền thuế hay chưa. Trong trường hợp chưa khớp thì anh chị cũng lại tiếp tục kiểm tra lại xem là cái phần hàng hóa dịch vụ bán ra chịu thuế suất 10% này đã lên đủ bao gồm thuế suất 10% và ưu đãi giảm còn 8% hay chưa. Nếu chưa thì anh chị thực hiện như vừa rồi em Nguyệt có hướng dẫn khai báo, đó là khai báo thêm hai cái mã số chỉ tiêu phụ 008A và 008B, sửa lại chỉ tiêu mã số 008 như em Nguyệt vừa làm. Còn nếu không được, anh chị vui lòng gọi đến tổng đài của Pháp, một trong ba chi nhánh Hà Nội, Đà Nẵng, Sài Gòn để kỹ thuật hỗ trợ và khai báo bổ sung cho mình. Vừa rồi có anh chị tên là Nam Hoàng, cách sửa công thức chỉ tiêu 008 đúng không ạ? Đây, em quay lại cho anh chị nhìn lại một chút xíu nhá. Cái phần này khá là quan trọng, mà những cái phần kia anh chị thấy là mình đã làm hoặc là dễ làm được, cái phần này nó hơi mới. Em Nguyệt xin phép được quay lại cho anh chị nhìn nhá. Đây ạ, tờ khai thuế nhá, bước đầu tiên nhá là anh chị phải tạo mới cho em cái chỉ tiêu 008A và 008B. Trong hai chỉ tiêu này chúng ta khai báo lần lượt cho em như sau. Đây ạ, mã số 008A, nội dung đó. Những phần này anh chị không cần thay đổi, sửa cách in từ số 0, từ số 1 thành số 0. Mã thuế ở đây ạ, nếu là hàng hóa thuế suất 10% chúng ta chọn là 10. Đó. Đối với chỉ tiêu 008B, đây ạ. Đó. Thì mã thuế ở đây ta chọn là 08. Đấy ạ. Đây là hai chỉ tiêu anh chị phải tạo mới nhá, chứ không phải sửa. Hai cái này chúng ta dùng tạo mới. Đó. Thế còn chỉ tiêu 008 đây ạ, thì anh chị không phải là tạo mới mà anh chị sửa lại. Sửa lại. Sửa lại. Thì trong cái phần sửa này thì chúng ta sửa cho em ở hai nội dung. Thứ nhất là cách tính. Anh chị thay đổi thành về số 0 là theo mã số. Sau khi thay đổi về thành số 0 theo mã số xong thì con chuột nó sẽ nhảy xuống cái phần công thức. Thì anh chị nhập cho em như này. Đó. Mở ngoặc vuông 008A đóng ngoặc vuông cộng với cả mở ngoặc vuông 008B đóng ngoặc vuông. Đó. Sau đó chúng ta bấm lưng. Như vậy là xong được cái phần khai báo bổ sung rồi. Thay đổi trên tờ khai thuế giá trị gia tăng để chúng ta lên được cả tiền thuế suất 10% và tiền thuế suất ưu đãi giảm còn 8%. Rồi ạ. Đấy là 5 bước mà em Nguyệt hướng dẫn trực tiếp cho anh chị trên phần mình về toán marketing online mà chúng ta cần làm để thực hiện được vừa khai báo và lập
hóa đơn cũng như là kê khai cuối kỳ lên được bảng kê thuế giá trị gia tăng, lên được tờ khai thuế cuối quỳ và kịp nộp kê khai tờ khai thuế cho cơ quan thuế. Vào thêm trong cái nội dung ngày hôm nay, nhân nội dung ngày hôm nay em được xin chia sẻ thêm một chút xíu một số các cái nội dung cần lưu ý ạ, khi mà chúng ta thực hiện khai báo lập hóa đơn giá trị gia tăng theo nghị quyết 43 và nghị định 15 của chính phủ về giảm thuế ưu đãi thuế giá trị gia tăng xuống còn 8%. Cái phần này chị nhớ là lưu ý là chính phủ chúng ta đang quyết định là chúng ta thực hiện ưu đãi giảm trong năm 2022 thôi nhé. Thì để xác định được các mặt hàng, chúng ta cùng nhau thống nhất lại một chút xíu, đó là chúng ta có thuế suất 8 không chịu thuế này là không được giảm này. 5% cũng không được giảm, đúng không ạ? 0% cũng không được giảm. Thì còn những cái mặt hàng thuộc 10% thì cũng không phải 100% các mặt hàng mà thuế suất 10% được giảm ưu đãi, còn 8% mà chỉ có một số. Đấy. Thì một số đấy là cái gì? Thì anh chị nhớ cho em, chúng ta thống nhất với nhau là dùng tra lịch, tra cứu ở phụ lục 1, 2, 3 của nghị định 15 về giảm thuế 8%. Chúng ta phải tra cứu kỹ để nghiên cứu xem là mặt hàng nào được giảm, không được giảm. Tránh trường hợp là chúng ta kê khai nhầm, dẫn đến là về sau chúng ta sẽ phát sinh những cái việc là điều chỉnh hóa đơn hoặc là những cái về sau khi thanh tra kiểm tra thuế chúng ta lại phải giải trình hoặc là chứng minh nó không đúng thì chúng ta sẽ bị truy thu ngược lại. Thứ hai, lưu ý thứ hai khi mà chúng ta lập hóa đơn theo cái phần ưu đãi giảm thuế này, anh chị lưu ý cho em này. Hiện giờ thuế của chúng ta viết hóa đơn là chúng ta có hai phương pháp kê khai thuế giá trị gia tăng, là phương pháp khấu trừ và phương pháp trực tiếp. Thế khi mà anh chị áp dụng các cái phương pháp khác nhau như này thì cách viết hóa đơn giá trị gia tăng mà được ưu đãi giảm thuế cũng khác nhau. Đấy, nhá. Cùng là mặt hàng đấy nhưng nếu doanh nghiệp chúng ta kê khai thuế giá trị gia tăng theo phương pháp trực tiếp thì mẫu hóa đơn đó là hóa đơn bán hàng, đúng không ạ? Và nếu như mặt hàng mà chúng ta ưu đãi giảm đó mà chúng ta kê khai thuế giá trị gia tăng phương pháp khấu trừ thì lúc chủ hóa đơn chúng ta xuất đó là hóa đơn giá trị gia tăng. Đó, nó chỉ khác nhau ở cái hình thức hóa đơn thôi. Thế còn mặt hàng chính phủ vẫn quy định là mặt hàng đó được ưu đãi hay không ưu đãi rồi, đúng không? Thế thì ở đây lưu ý nhá, có hai phương pháp kê khai thuế và hai cái mẫu hóa đơn thì cách viết là cũng khác nhau. Thì trong cái nghị định cũng có ghi rõ, thì buổi hôm nay em Nguyệt chỉ điểm lại một chút xíu cho anh chị. Chúng ta cùng nhau nhìn lại và có một cái nhìn tổng thể thôi. Đây ạ. Đây là mẫu hóa đơn giá trị gia tăng dùng cho những doanh nghiệp mà có kê khai thuế giá trị gia tăng theo phương pháp khấu trừ. Thì anh chị thấy đây này, trong nghị định 15 cũng đã hướng dẫn đó là khi mà chúng ta phát hành hóa đơn giá trị gia tăng mà cho các mặt hàng ưu đãi giảm thuế từ 10% xuống còn 8% thì cái phần thuế suất ạ, anh chị ghi thẳng luôn là 8%. Và tính ra tiền thuế tương ứng với cả thuế suất 8%. Đây là đối với các doanh nghiệp mà kê khai thuế giá trị gia tăng theo phương pháp khấu trừ ạ. Thế còn đối với các doanh nghiệp mà kê khai thuế giá trị gia tăng theo phương pháp là trực tiếp thì đây là cái mẫu hóa đơn bán hàng của doanh nghiệp kê khai theo phương pháp trực tiếp. Thì chúng ta sẽ không có, anh chị nhìn thấy không có phần thuế giá trị gia tăng ưu đãi giảm vì họ là theo phương pháp trực tiếp, không tính trên doanh thu, tổng doanh thu. Thế thì đối với đơn vị khi phát hành hóa đơn bán hàng thì anh chị lưu ý nhé, chúng ta sẽ có các cái dòng xuất hàng hóa phía trên như này bình thường với tiền đơn giá tiền hàng như giá bình thường chưa được ưu đãi. Sau đó chúng ta sẽ có một cái dòng phía dưới nội dung ghi là đã giảm, chẳng hạn giá trị tiền tương ứng với 20% mức tỷ lệ tính thuế giá trị gia tăng theo nghị quyết 43/2022 QH15. Đó, anh chị sẽ có thêm một cái dòng ghi chú như này. Và sau đó cái tiền hàng của chúng ta sẽ giảm đi cái tiền giữa tiền tổng tiền hàng trước khi được ưu đãi với cả trừ đi cái tiền được ưu đãi giảm thì sẽ ra tiền cộng tiền hàng cuối cùng như thế này. Ví dụ như đây, doanh nghiệp này phương pháp thuế giá trị gia tăng theo phương pháp trực tiếp xuất hóa đơn bán hàng với tổng tiền hàng là 3 triệu, ưu đãi giảm trong cái phần này là 30.000 đồng thì lúc cái phần cộng tiền hàng sẽ giảm chỉ còn là 2.970.000 đồng. Đó, đây là cái cách viết hóa đơn bán hàng khi mà
chúng ta có những mặt hàng được ưu đãi giảm thuế giá trị gia tăng 8% xuống còn 10%. Đấy là lưu ý thứ hai trong liên quan đến xuất hóa đơn. Lưu ý thứ ba, một số các lưu ý khác, anh chị đọc kỹ xem nhé, nghị định 15 và trong nghị định có hướng dẫn rõ, nó liên quan đến hoạt viết hóa đơn, nó rất là quan trọng anh chị. Đó là chúng ta cần lập hóa đơn riêng cho các cái mặt hàng dịch vụ được giảm thuế giá trị gia tăng. Tức là hiện giờ theo quy định đến thời điểm hiện tại nhé, em thấy là cũng có rất là nhiều các ý kiến đó là kế toán sẽ phải thêm việc kê khai rồi xuất hóa đơn thay vì là một, nhưng bây giờ chúng ta phải xuất thành hai cái hóa đơn, mức nó giảm, nó làm tăng tăng việc lên rất là nhiều. Nhưng mà với những cái phản hồi đấy thì hiện giờ thì chính phủ cũng như là Bộ Tài chính cũng chưa có cái quy định ngược lại là có cho phép viết chung hay không, thì chúng ta vẫn phải theo những cái quy định có hiệu lực hiện hành. Thì đối với hiện hành là vẫn đang áp dụng đó là lập riêng hóa đơn hàng hóa dịch vụ được giảm thuế giá trị gia tăng, anh chị lưu ý cho em nhé, lập riêng. Thế thì khi mà lập riêng thì anh chị để ý này, đây, vì hiện giờ các doanh nghiệp đa phần chúng ta đã chuyển đổi lên hóa đơn điện tử hoặc là hóa đơn đặt in, hóa đơn tự in cũng thế, là chúng ta không còn cái hóa đơn gọi là hóa đơn mà cơ quan thuế rất ít, ít doanh nghiệp là hóa đơn là do mua từ cơ quan thuế rồi, đặt in tự in hay hóa đơn điện tử là chúng ta có quyền là tạo cái mẫu hóa đơn phù hợp cho doanh nghiệp. Thì hiện giờ em đang thấy có rất là nhiều các doanh nghiệp để phục vụ cho cái việc đó là doanh nghiệp của mình có nhiều các mặt hàng mà với nhiều thuế suất khác nhau nên họ hay dùng cái mẫu này gọi là mẫu hóa đơn giá trị gia tăng nhiều thuế suất ạ. Nhiều thuế suất tức là gì ạ? Anh chị có thể là xuất tất nó khác với hóa đơn giá trị gia tăng mẫu chuẩn gọi là mẫu phổ thông của Bộ Tài chính cơ quan thuế ngày trước, thì thường nó chỉ có một cột thuế suất ở dưới. Đấy thì dòng một dòng thuế suất ở dưới thôi. Thì cái mẫu nhiều thuế suất này có riêng hẳn một cột thuế suất ở phần chi tiết này anh chị nhìn thấy đó, thì sẽ giúp cho doanh nghiệp chúng ta là có thể xuất nhiều mặt hàng và nhiều thuế suất khác nhau. Cái mẫu này rất là nhiều các doanh nghiệp dùng, ví dụ như là bên hệ thống siêu thị chẳng hạn, họ bán rất là nhiều các mặt hàng, cá thuế 10% không chịu thuế có hết, đúng không ạ, 5% có hết. Thế nên họ hay dùng cái mẫu này, anh chị nhìn thấy. Thế thì cái trước từ trước giờ cái mẫu này nhá, em giả sử như đây, cả như công ty em, công ty phần mềm quản lý doanh nghiệp, hiện giờ vừa bán máy tính là chịu thuế suất 10%, vừa bán phần mềm kế toán, phần mềm kế toán là thuộc dạng thuế suất giá trị tăng là không chịu thuế đó. Thế thì vừa có mặt hàng 10% và mặt hàng không chịu thuế, thì trước khi có cái nghị định 15 này thì công ty em được phép đó là xuất cả hai mặt hàng này trên một hóa đơn giá trị gia tăng như anh chị nhìn thấy. Thì khi xuất như này thì cái tiền hàng không chịu thuế nó sẽ vào cái phần dòng tiền hàng thuế suất không chịu thuế, các mặt hàng mà thuế suất 10% sẽ vào cái phần nhóm tiền hàng như này, nó tổng thanh toán và nó sẽ ra được. Thì khi anh chị cầm như này anh chị sẽ chỉ cần nhìn rất là nhanh, cũng nhập cũng rất là nhanh đó, tiền hàng tiền thuế từng mặt hàng đó. Đấy là mẫu hóa đơn giá trị gia tăng nhiều thuế suất. Đấy thì sau khi mà tại thời điểm 2022 khi mà áp dụng những cái ưu đãi thì anh chị nhìn thấy giả sử thì như lúc nãy đầu tiên em phải có nhấn mạnh đấy ạ, thuế suất ưu đãi giảm thuế 8% chỉ áp dụng cho các mặt hàng có thuế 10%, một số các mặt hàng có thuế suất 10% ưu đãi giảm 8%, đúng không? Đó, đây thì nếu như mà doanh nghiệp chúng ta vừa bán phần mềm vừa bán máy tính thì phần mềm là không chịu thuế, là nhóm hàng đang không được ưu đãi giảm thì chúng ta phải xuất riêng một hóa đơn riêng. Nó còn máy tính mà chúng ta ưu đãi giảm thuế suất xuống còn 8% thì chúng ta phải xuất sang một cái hóa đơn riêng. Đó, thế là như thế này. Đó, em người sẽ doanh nghiệp sẽ phải xuất một cái hóa đơn mà gồm tất cả các mặt hàng ưu đãi giảm thuế 8% riêng. Đấy, còn một cái hóa đơn là các mặt hàng không được ưu đãi giảm bao gồm là vẫn là không chịu thuế này, 0% này, 5% và các mặt hàng 10% mà không được ưu đãi giảm thì anh chị vẫn được xuất chung trên một hóa đơn giá trị gia tăng nhiều thuế suất như này. Được chưa? Đó. Rồi, đấy là lưu ý liên quan đến lập hóa đơn nhá. Anh chị để ý cho em, tương tự chúng ta phải xuất đúng theo quy định thì khi mà chúng ta nhận hóa đơn đầu vào ấy, chúng ta cũng hãy kiểm tra xem là đối với cái doanh nghiệp mà họ áp dụng cái mẫu hóa đơn nhiều thuế suất như vậy thì họ có bị nhầm lẫn hoặc là sai sót hay không. Thì anh chị phải yêu cầu ngay cái đơn vị đầu vào, xuất hóa đơn đầu vào của mình điều chỉnh hoặc là viết hóa đơn cho đúng quy định. Bởi vì theo quy định hiện giờ như em Nguyệt có đọc ở trong nghị định 15, anh chị có đọc chi tiết hơn là trong trường hợp mà doanh nghiệp mà phát hành hóa đơn sai, tức là chúng ta vừa xuất hóa đơn mà có cả mặt hàng ưu đãi và không ưu đãi thì
cơ quan thuế sẽ không cho phép doanh nghiệp được hưởng những cái mặt hàng ưu đãi do chúng ta xuất sai hóa đơn theo quy định. Nếu chúng ta xuất lẫn giữa ưu đãi và không ưu đãi với nhau là mặc nhiên là ưu đãi sẽ không được giảm. Đấy, chị lưu ý nhá. Một cái nữa, thời điểm cuối quý khi mà chị kê khai thuế giá trị gia tăng thì trong trường hợp mà đầu ra nhé, của anh chị có các cái mặt hàng được hưởng ưu đãi thì chúng ta trên tờ khai thuế giá trị gia tăng mẫu 01 GT thì chúng ta phải lập thêm cái phụ lục số 43 2022 QH15. Anh chị lưu ý cho em nhé, lập thêm tờ khai thuế giá trị gia tăng đó, mẫu này cho em đó. Thế thì cái phụ lục này ngay trên phần mềm kế toán phát của Tinh Online đó. Anh chị để ý giúp em đây ạ, chúng ta vào cái phần tổng hợp nhé, nó tổng hợp ạ, ở phần thuế này ạ, phần thuế anh chị để ý cho em nhé, tổng hợp này thuế có cái phần đây ạ, bảng tổng hợp hàng hóa dịch vụ giảm thuế giá trị gia tăng đó. Phần mềm phát của Tinh Online đã cập nhật cho anh chị cái mẫu này đó, anh chị vào đây tạm ký kê khai đó. Phương pháp khấu trừ hay trực tiếp đó. Chọn tỷ lệ thuế thì chúng ta sẽ lập nhập ở đây, chúng ta cần lên những cái mặt hàng thuộc dạng ưu đãi thì chúng ta chọn tỷ lệ thuế ưu đãi ở đây là 8%. Báo cáo theo đó, hàng hóa này, dịch vụ hay là cả hai đó, thì anh chị tùy thuộc vào chúng ta dùng. Bình thường chúng ta xuất hóa đơn ấy, đây, bán hàng là cái này, dịch vụ là cái này, nếu như chúng ta dùng cả hai cái chứng từ nhập liệu này thì chúng ta sẽ chọn ở đây là số 3 đó. Sau anh chị bấm nhận. Đấy, anh chị thấy không ạ? Thì sẽ lên một list cho anh chị tên hàng hóa dịch vụ mà có thuế suất 10%, ưu đãi giảm 8%. Đây là cái bảng là bảng tổng hợp hàng hóa dịch vụ giảm thuế giá trị gia tăng. Anh chị để cho em nhá. Cái này là cái mới và phần mềm marketing online luôn luôn được cập nhật tự động. Mới nhất cái về chế độ kế toán, về chế độ thuế mới nhất. Thì phần này anh Nguyệt nhấn mạnh đây là một cái báo cáo mới trong phân hệ thuế, cũng như là một cái báo cáo mà anh chị đang bắt buộc phải lập trong cái kỳ kê khai thuế quý này, kèm với cả tờ khai thuế giá trị gia tăng 01 của TGT nhé. Anh chị, em nhắc lại đường dẫn này, để vào báo cáo này anh chị vào phân hệ tổng hợp ạ, chọn đến phần thuế ạ, chọn đến bảng tổng hợp hàng hóa dịch vụ giảm thuế giá trị gia tăng, được chưa ạ? Rồi ạ, vừa rồi là một cái phần trình bày của em Nguyệt. Liên quan đến nội dung đầu tiên của cái buổi ngày hôm nay, đó là hướng dẫn khai báo lập hóa đơn giá trị gia tăng theo nghị định 15/2022 NĐ-CP về giảm thuế giá trị gia tăng 10% xuống còn 8%. Trước khi đi vào nội dung tiếp theo thì phần này em Nguyệt sẽ dừng lại một chút xíu để lắng nghe trả lời các câu hỏi của các quý vị anh chị và các bạn liên quan đến cái nội dung em Nguyệt vừa trình bày. Anh chị có thể là nhắn cho em vào hộp chat, hoặc là anh chị có thể dùng cho em biểu tượng giơ tay và chúng ta bật mic để trao đổi trực tiếp với em, để em lắng nghe cũng như là trao đổi chia sẻ như hướng dẫn kỹ hơn cho anh chị những cái mà anh chị còn đang vướng mắc ạ. Và anh chị nào đang vướng mắc ở cái phần nội dung này không ạ? Khai báo lập hóa đơn giá trị gia tăng theo nghị định 15/2022 NĐ-CP về giảm thuế giá trị gia tăng 8% ạ. Anh chị có thể bật giúp em mic, chọn biểu tượng giơ tay để chúng ta chủ động phát biểu ạ. Rồi, em xin phép nhìn qua lại một chút xíu các nội dung ở trong cái phần hộp chat ạ. Vâng. Nickname của anh chị Na Hoàng, lúc nãy là em cũng đã có quay lại cái phần là khai báo cái phần sửa chỉ tiêu trên tờ khai thuế giá trị gia tăng đúng không ạ? Rồi, thì không rõ là anh chị đã thấy là được chưa? Nếu mà chưa được ạ thì sau cái buổi ngày hôm nay, dạ vâng, trong nhóm Zalo ạ, vâng, có sẽ gửi lại cho anh chị cái đường link của buổi ngày hôm nay nhé, sẽ quay lại cái phần thao tác thì anh chị có thể xem chậm lại để chúng ta có thể thực hiện, tự chủ động thực hiện. Thế còn nếu anh chị vẫn chưa thể là thao tác thực hiện chủ động trên phần mềm thì anh chị vui lòng gọi nhé. Người vẫn nhấn mạnh là kỹ thuật bên Phát vẫn luôn lắng nghe và xử lý các cái yêu cầu cho anh chị một cách nhanh nhất và sớm nhất. Đấy, thì anh chị có thể gọi cho đội kỹ thuật của Phát tại ba chi nhánh Hà Nội, Đà Nẵng, Sài Gòn để họ chủ động, họ hỗ trợ anh chị sớm nhất. Câu hỏi thứ hai của anh chị có nickname là Ngọc Khánh ạ. Sao mình hỏi trên phần mềm xuất
hóa đơn của Pháp thì phần bảng tổng hợp hóa đơn giảm 8% thì xem ở đâu đấy ạ. Thì cái phần vừa rồi đấy ạ, em cũng có đi chậm và nhấn mạnh cho anh chị. Như vậy là đối với cái phần khai báo lập hóa đơn giá trị gia tăng nó sẽ hơi khác với cả cái các kỳ trước của anh chị. Thứ nhất là chúng ta phải có cái phần tờ khai thuế, chúng ta phải sửa lại mẫu. Thứ hai là khi mà chúng ta nộp tờ khai thuế quý, anh chị lưu ý là phải nộp thêm một cái phụ lục, đúng không ạ? Phụ lục PL43 2022 QH15. Thì cái phụ lục này anh chị nhớ cho em Nguyệt nhé, chúng ta sẽ vào cái phần đường dẫn của phần mềm Pháp, đó là tổng hợp ạ, chọn đến thuế, chọn đến bảng tổng hợp hàng hóa dịch vụ giảm thuế giá trị gia tăng. Ngay sau buổi ngày hôm nay anh chị kiểm tra lại cho em trên phần mềm của mình đã có cái báo cáo đó chưa nhé. Nếu như chưa có thì chỉ có một cái lỗi xảy ra, đó là do phân quyền ạ. Anh chị lưu ý xem nhé, có thể là do anh chị đang dùng tài khoản không phải là bởi vì trong phần kế toán của chúng ta nhé, em có một lưu ý nhỏ. Công ty lại bảo hôm nay em Nguyệt trình bày có mà về phần mềm không có cái báo cáo này, thì chỉ có một lỗi duy nhất nhỏ. Nếu mà anh chị vào đây mà có, anh chị không phải có nhá, nhưng người nhắc luôn, đó là do chúng ta đang dùng tài khoản. Bởi vì khi mà phần mềm kế toán anh chị phân quyền theo người sử dụng, tức chúng ta có tài khoản A, tài khoản B, tài khoản C. Thế thì khi mà người quản trị họ phân quyền A, B, C dùng cái gì là chỉ được dùng cái đó. Dẫn đến là những cái báo cáo mới mà phần mềm cập nhật thì tài khoản A, B, C đó chưa được phân quyền lại thì đương nhiên là sẽ không nhìn thấy báo cáo này. Anh chị hình dung ạ. Nên là lúc đó anh chị để ý cho em, trong trường hợp sau buổi ngày hôm nay chúng ta về mà chúng ta kiểm tra trên phần mềm kế toán mà chưa thấy cái báo cáo em vừa đọc là bảng tổng hợp hàng hóa dịch vụ thuế giá trị gia tăng, thì thứ nhất là chúng ta báo ngay lên cấp trên của mình, có thể là kế toán trưởng, có thể là giám đốc này. Đó, bảo các anh chị kiểm tra và phân quyền bổ sung cho em ở phân hệ này, chúng ta lên được nhìn được cái bảng báo cáo này cho em Nguyệt nhá. Đó, nó chỉ do lỗi phân quyền là cùng thôi. Đó, rồi ạ. Em có thấy biểu tượng giơ tay của anh chị có nickname là Ngọc Khánh ạ? Vâng, em xin mời chị bật mic ạ. Bạn ơi, mình là Ngọc á. Hồi nãy bạn có nghe mình không ha? Dạ vâng ạ, có ạ. Em chào chị ạ. Tại vì bên mình hơi ồn, sorry. Có nghĩa là cái bạn đang hướng dẫn á, là về cái phần mềm accounting của bên Pháp, nhưng mà trong trường hợp á, là chị mình sử dụng chỉ là phần mềm xuất hóa đơn của Pháp thôi á, thì mình không thấy cái phần mà tổng hợp của cái hóa đơn mà mình đang được giảm trừ. Thì có cách nào để mình lấy cái phần đấy về không ha? Có nghĩa là mình xuất hóa đơn 8% thì ví dụ như từ đầu tháng tháng 2 cho tới tháng 3 chẳng hạn đi, thì mình kết xuất về thì nó chỉ có thể hiện cái hóa đơn của 10% hoặc là 5% chẳng hạn. Nó không có xuất ra cho mình cái danh sách mà hóa đơn đã giảm 8% á. Thì bây giờ mình vào đâu để mình lấy được cái data đó bạn? Rồi, nếu như lúc nãy là em cũng có trình bày trên trực tiếp trên phần mềm kế toán, nếu như anh chị có tích hợp ạ, thì trên phần mềm kế toán có ngay cái mục hóa đơn, một cái biểu đây ạ, là tổng hợp hàng hóa dịch vụ giảm thuế giá trị gia tăng. Đó, đây là trên phần mềm kế toán Paypoint, Fast Accounting Online. Thế còn với phần mềm hóa đơn điện tử, đó, thì anh chị để ý cho em nó không phải mẫu biểu tên là bảng tổng hợp như này. Anh chị sẽ vào cái phần này cho em nhé. Chị vào phần đó là cập nhật hóa đơn, trong trường hợp chúng ta tự phát hành cập nhật hóa đơn nhé, nó có phần gọi là báo cáo đây. Anh chị chọn cho em đây ạ, bảng kê hóa đơn hàng hóa dịch vụ bán ra, chúng ta vẫn chọn mục này, chọn kỳ. Thì tại đây có điều kiện lọc, anh chị nhìn cho em mã thuế đó, anh chị có thể lọc theo một cái mã thuế thế này, anh chị để ý cho em nhá. Đó, thì phần mềm sẽ chỉ lên số liệu của cái mã thuế đó trên cái phần này. Đó, chỗ chị lúc nãy là chị Bạn Nguyệt ơi, mình Ngọc đã Khánh, chọn vô cái lưu ý xem nhá, tức là chúng ta nếu mà chỉ dùng riêng hóa đơn điện tử trên Fast Envoy thì cái phần anh chị vẫn dùng cho em cái chung đó là bảng kê này. Đấy, nhưng mà cái ở cái điều kiện lọc để ý cho em có cái dòng là mã thuế, tức là chị chỉ lọc số liệu của cái mã thuế là 8% thôi.
Đó. À, người Chúng ta ơi, không để cho mình một cái từ cái mà alo lọc tắt à, nghe không ha. thì nó lên cả Alo. 8%, 10% và 5% vân vân. Đó, thế chị lọc cho em thêm số liệu trên cái cột mã thuế nhá. Thì báo cáo này sẽ lên các cái số liệu. Đó. Đi ví dụ như ở đây, Hello. nếu em không lọc thì lên được cả 10%. Nhưng nếu em chỉ lọc Hello. cái ưu đãi thôi thì nó sẽ không lên được những cái cơ bản kia. Ví dụ em đây, năm ngoái là ưu đãi 7%, thế chị nhìn đấy, đúng không? Đó, nó sẽ không có Hello. 10%. Đấy. Thứ nhất, cái thứ hai là ngoài cái ở với lọc và bản điều kiện lọc ra thì ngay như vào trong này anh chị nhá. À, anh chị có thể lọc ở cái cột thuế xuất đây này. À, chúng ta nhập ví dụ 10% thì nó nhập 10. Đó. Nếu như là 8% thì ở đây chúng ta sẽ nhìn thấy chúng ta sẽ nhập 8. Thì phần mềm sẽ chỉ ra lọc ra những cái số liệu mà ở cái cột thuế xuất chúng ta đặt điều kiện lọc tương ứng. Đúng không ạ? Em đang xem là có câu hỏi hoặc là cánh tay nào của anh chị không ạ? Nếu không thì em người sẽ xin phép là đi vào cái nội dung thứ hai tiếp theo. Các câu hỏi anh chị đặt giúp em vào trong hộp chat để trong quá trình trình bày hoặc là lắng nghe và kỹ thuật bên em sẽ theo dõi và tương tác trả lời luôn cho các anh chị ạ. Sau đây em xin nhường lại mic cho bạn MC Hữu Đức để bạn dẫn tiếp các chương trình nội dung tiếp theo của chúng ta ngày hôm nay ạ. Dạ vâng, và chương trình của ngày hôm nay cũng đã đi đến hồi kết. Thay mặt ban tổ chức, em xin được một lần nữa cảm ơn chị Minh Nguyệt và có chị Tâm cũng đã cùng đồng hành và trả lời các câu hỏi cùng tất cả các quý vị khách hàng, các anh chị đã dành thời gian tham gia chương trình cùng với FAST ngày hôm nay. Chuỗi sự kiện online miễn phí trong tháng 4 đã thành công đi được hết chặng đường và sắp tới sẽ là các buổi sự kiện online hướng dẫn sử dụng phần mềm dành riêng cho các mô hình doanh nghiệp. Rất mong sẽ nhận được những sự ủng hộ cùng các ý kiến đóng góp của các quý vị anh chị để trong tương lai FAST có thể xây dựng được các chuỗi sự kiện phù hợp với mong muốn và nhu cầu của khách hàng hơn. Còn ngay bây giờ, em xin phép được kết thúc chương trình ngay tại đây. Hẹn gặp lại các anh chị trong các chương trình sự kiện tiếp theo của FAST. Em xin cảm ơn ạ. Minh Nguyệt xin được cảm ơn quý vị anh chị đã tham dự chương trình ngày hôm nay. Xin chào quý vị anh chị và các bạn và hẹn gặp lại ở các chương trình tiếp theo của công ty Phát ạ.